Ngày xưa, ngày xưa, có một ngôi làng thanh bình bỗng nhiên bị tàn phá bởi một ngọn lửa hung thần. Chỉ trong một đêm, cả ngôi làng đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi một thế lực đen tối. Nhất định ta sẽ tìm ra, nhất định sẽ tìm ra. Người cha cùng cô con gái mới sinh đã may mắn trốn thoát vào rừng sâu, và ở trong rừng từ đó, ông đặt tên cho con gái là Cỏ Nến. Cỏ Nến vô cùng thích thú với cuộc sống trong rừng. Muôn thú trong rừng cũng rất yêu quý cô. Rừng xanh trở nên rạng rỡ hơn từ khi Cỏ Nến xuất hiện. Chỉ có một điều, cha cô luôn bắt cô phải ở yên trong nhà trước khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn. 10 năm sau, Cỏ Nến đã trưởng thành. Nàng rất xinh đẹp, nhân hậu và cũng không kém phần mạnh mẽ. Bên ngoài kia mới đẹp làm sao? Trời sắp tối rồi, sao nàng còn ở đây? Tân Bì, chàng nhìn xem, hoàng hôn đẹp quá. Hoàng hôn rất đẹp, nhưng nàng quên rồi sao? Trước khi mặt trời lặn là nàng phải trở về nhà. Một chút nữa thôi, thiếp muốn được nhìn ngắm nhiều hơn nữa. Giá như có thể đi đến phía bên kia. Rồi có ngày nàng sẽ được thỏa nguyện thôi. Còn bây giờ chúng ta phải về, cha nàng đang chờ đó. Sao giờ này con mới về? Ta đã dặn con về trước lúc mặt trời lặn kia mà. Ừ, con xin lỗi, là vì con muốn ở lại ngắm hoàng hôn nên mới về muộn. Hoàng hôn, hoàng hôn, lúc nào cũng hoàng hôn. Con có biết một phút ngắm hoàng hôn có thể gây ra hậu họa nghiêm trọng thế nào không? Con không hiểu lý do vì sao cha luôn bắt con phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Không còn thời gian giải thích đâu, phải khóa chặt cửa nẻo, hy vọng đêm nay được bình an. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra. Con mau đi đi, không thể để hắn bắt được con. Hắn là ai vậy cha? Cỏ Nến, đi theo ta. Đừng hòng bắt con ta, mau cút đi. Không, tôi sẽ đi theo ông, hãy tha cho cha của tôi. Cỏ Nến, đừng. Cỏ Nến, bác ơi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cỏ Nến đã bị gã phù thủy độc ác bắt đi rồi. Gã phù thủy nào hả bác? Tại sao hắn lại bắt cô ấy chứ? Hắn chính là phù thủy được mệnh danh là Địa Ngục Vương. Trước kia có một nhà tiên tri đoán rằng đứa trẻ được sinh ra vào tuần trăng, khi chín ngôi sao thẳng hàng nhau, sẽ có được sức mạnh kỳ diệu. Và Cỏ Nến đã sinh vào đúng thời điểm đó. Gã phù thủy giả tâm đó đã lập tức đến bắt Cỏ Nến, nhưng dân làng đều đồng lòng không giao nộp con bé ra. Hắn đã tức giận hủy hoại cả ngôi làng. Ta may mắn đưa con bé trốn thoát vào rừng, nơi có thể giấu kín con bé. Khi đêm xuống, sức mạnh của Địa Ngục Vương sẽ tăng lên gấp bội. Hắn sẽ lần ra Cỏ Nến nếu nó còn ở bên ngoài. Đó là lý do vì sao ta luôn bắt Cỏ Nến phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Bác đừng lo, con sẽ đi cứu Cỏ Nến. Con sẽ không để nàng bị phù thủy hãm hại đâu. Sau đó, Tần Bì đã lập tức lên đường cứu Cỏ Nến. Đang đâm chiêu tìm cách đối phó với phù thủy thì bỗng một âm thanh kỳ ảo vang lên. Tần Bì, chàng hãy dừng bước. Ai đang nói vậy? Chúng tôi là linh hồn của khu rừng này. Linh hồn của khu rừng sao? Sao từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy? Chính Cỏ Nến đã khiến chúng tôi thức tỉnh. Cô ấy mang sức mạnh của sự sống. Cô ấy đã khiến cho khu rừng này trở nên tràn đầy sinh khí. Hãy nhận lấy chiếc lá bạch dương và dây trường xuân này. Chàng sẽ cần đến nó để cứu Cỏ Nến.
Hãy cho cỏ nến biết sức mạnh của mình. Đêm trăng tròn hôm nay, ta sẽ hóa phép biến toàn bộ sức mạnh của con bé đó trở thành của ta. Cả thế giới này sẽ quỳ gối trước ta. Làm sao ta vào được trong đó đây? Ôi, ôi! Là cỏ nến kia rồi. Cỏ nến! Tân Bì, là chàng thật sao? Cỏ nến à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Một con chuột mà cũng dám phá hoại kế hoạch của ta. Sợ dây chết tiệt này. Nàng hãy tiếp thêm sức mạnh cho dây trường xuân đi. Làm sao tiếp làm được? Rừng thiên đã cho ta biết nàng mang sức mạnh của sự sống. Chính vì vậy gã phù thủy này mới muốn chiếm đoạt sức mạnh đó. Chỉ cần nàng tập trung sẽ hạ được hắn. Không thể được. Ta không thể thua như vậy. Nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của mình, cỏ nến và Tần Bì đã tiêu diệt được gã phù thủy hung ác. Âm mưu độc ác của hắn đã bị đập tan. Về phần Tần Bì và cỏ nến, họ vui vẻ trở về nhà. Cha của cỏ nến vui mừng khôn xiết. Từ đó họ sống bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Trần Quốc Toản, thì ra cậu ở đây tập võ. Tôi tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tới tìm tôi vậy? Nhà vua ngự thuyền ra Bình Thang ở Dũng Trần Xá cho triệu tập các dương hầu và quan lại để bàn phương hướng đánh giặc. Vừa nghe được tin này, tôi phi ngựa tới đây để báo cho cậu hay. Từ lúc nghe tin giặc Nguyên Mông sắp tiến đánh Đại Việt lần hai, không đêm nào ta ngủ ngon giấc, lòng canh cánh mong ước được giết giặc báo thù cho nước nhà. Giờ đây thời cơ đã tới, chúng ta hãy mau tới bến Bình Thang xin cho vua xung trận giết giặc lần này. Bến Bình Thang, tháng 10 năm 1282. Như các khanh đã biết, vua Nguyên cho sứ sang đòi Đại Việt phải cho quân Nguyên mượn đường và cung cấp lương thảo để chinh phạt Chiêm Thành, nhưng thực chất đang âm mưu xâm lược Đại Việt ta lần nữa. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta nên chủ động tuyển thêm quân binh, ngày đêm tập trận, sẵn sàng đối đầu với quân Nguyên. Muôn tâu bệ hạ, quân Nguyên có quân đội vô cùng lớn mạnh và tinh nhuệ, đã từng chinh chiến nhiều nơi, thần chỉ e ý ngại là chúng ta nên chủ hòa hay sao? Đúng vậy, Đại Việt ta nếu đối đầu trực diện với quân Nguyên, có khác nào châu chấu đá voi cơ chứ? Ngài nói vậy, có khác nào bán nước ta cho giặc cơ chứ? Hưng Đạo Dương hãy bình tĩnh. Trẫm biết vào lúc giận nước lâm nguy, lòng người không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy thế giặc mạnh, nhưng không phải là không có cách áp chế được chúng. Thực tế đã chứng minh, qua trận đánh quân Nguyên Mông năm xưa, Đại Việt ta đã giành được chiến thắng vang dội trước chúng. Lần này trẫm quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Hãy cho ta vào ý kiến bệ hạ. Không được, nhà vua cùng các tướng lĩnh dương hầu đang bàn chuyện đại sự, những người không phận sự tuyệt đối không thể vào được lúc này. Tại sao bọn ta lại không được vào cơ chứ? Việc đánh giặc là chuyện của toàn dân Đại Việt, đâu phải của riêng ai. Đúng vậy, đất nước lâm nguy, sao bọn ta có thể khoanh tay ngồi một chỗ được chứ? Ngươi hãy vào thưa với bệ hạ cho bọn ta được vào tham gia hợp bàn. Lệnh của vua không được cho phép ai vào, các vị thông cảm, chúng tôi không thể làm trái. Hai vị hãy ra về ạ. Ta là Hoài Văn Hầu, con trai của Trung Thành Dương. Người hãy vào bẩm với hoàng thượng là ta muốn được vào cùng các tướng lĩnh bàn bạc việc nước. Ta nhất định không về đâu. Tôi đương nhiên đã biết quy danh của tướng quân và hai cậu đây, nhưng mà tôi chúng ta nhất định sẽ không về đâu. Vậy để ta vào bẩm báo với hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài kia có Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Dương Trần Quốc Kiệt, xin được vào ý kiến. Muôn tâu bệ hạ, cháu thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ bỏ qua cho. Không sao, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí chiến đấu trong giặc ngoại xâm như vậy là khá lắm, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Người hãy mang ra ngoài đó báo là trẫm ban cho quả cam này, bảo hai cậu ấy hãy trở về nhà, đợi khi nào đến tuổi bàn việc nước, trẫm sẽ cho vào hợp bàn cung. Tuân lệnh bệ hạ. À, khoan đã. Dạ,
bẩm bệ hạ chỉ giáo gì vậy? Nhớ bảo Trần Quốc Toản, cam này là giống cam quý của quần thần dâng lên cho ta. Dặn dò Quốc Toản về chăm chỉ ăn nhiều cam nha. Vì ăn cam sẽ chống cao lớn. Mà có lớn rồi mới giúp được ta việc quốc gia đại sự. Bệ hạ thật đức cao như núi. Người quan tâm đến Quốc Toản như vậy, thằng bé chắc sẽ không bao giờ quên ân đức này. Tình hình thế nào rồi? Đức vua cho chúng ta vào rồi phải không? Làm gì mà sốt sắng vậy? Cứ từ từ. Hôm nay hai người quả thật là may mắn nha. Vậy là nhà vua cho phép chúng ta vào diện kiến người phải không? Còn hơn thế nữa, đức vua ban lọc cho hai người hai quả cam quý của quần thần dâng lên đức vua. Quả cam quý của nhà vua có khác. Chưa bao giờ tôi được cầm trên tay quả cam do chính hoàng thượng ban tặng. Này, ta xin vào gặp nhà vua để bàn chuyện quốc gia đại sự, đâu phải đến xin cam. Ồ hay, thế quả ra ngài chê quả cam của đức vua ban tặng sao? Tôi sao dám chê quà của thánh thượng ban tặng. Nhưng tôi đến đây không phải vì quả cam này. Kìa Trần Quốc Toản, đây là triều đình. Quả cam này là của đức vua ban tặng. Được ban cam quý là chúng ta đã quá may mắn rồi đó. Đừng nói năng sằng bậy. Đúng vậy, tất cả quần thần quanh nhà vua khi nãy đều trầm trồ rằng đức vua rất yêu mến hai người mới ban quả cam quý như vậy. Dương Kiện, cậu thì hiểu gì chứ? Nhà vua ban cam cho chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta vẫn là đứa trẻ chưa đến tuổi để bàn việc nước. Quốc Toản, quả không hổ danh người là hoài văn hầu, thông minh xuất chúng. Đúng vậy, nhà vua bảo tôi gửi các cậu cam quý và nhắn hãy về chăm chỉ học hành, đợi lớn sẽ cùng nhà vua hợp bàn việc nước. Người còn dặn nhớ về ăn cam thật nhiều để cao lớn trưởng thành. Trần Quốc Toản, quả cam quý vua ban, sao cậu, cậu có thể bóp nát chứ? Quốc Toản, mặc dù hôm nay không được gặp nhà vua, nhưng được người ban cam quý là vinh hạnh của chúng ta rồi. Cậu đừng có cả giận mất khuôn, lại phạm tội khi quân. Nhà vua đã coi ta như trẻ con, đã không được nhà vua cho phép tham dự vào việc quốc gia đại sự. Vậy thì tự ta đây sẽ khởi binh đánh giặc, đuổi sạch bóng quân Nguyên Mông sang xâm lược đại việt ta. Quốc Toản, Quốc Toản, nhìn xem quả cam vua ban trên tay cậu đã thành cái gì thế này. Thôi Văn Kiện và Trần Quốc Toản, hai người hãy mau về đi. Đức vua đang hợp bàn chuyện quân cơ đánh giặc, sẽ không thể gặp được đâu. Đừng để chuyện quả cam đức vua ban tặng bị bóp nát thế này loan ra, tôi sợ lại thành chuyện lớn. Muốn chiêu mộ binh sĩ, trước tiên phải là một lá cờ thể hiện ý chí bất khuất, quyết tâm đánh đổ quân thù. Làm sao để có thể khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của dân chúng? Phá cường địch, báo hoàng ân, chính là sáu chữ này. Vừa xúc tích lại vừa bao hàm đầy đủ ý tứ mà ta muốn nói. Nghe đồn Trần Quốc Toản dựng cờ chiêu mộ binh mã đánh giặc Nguyên Mông đó. Chúng ta hãy mau gia nhập đội quân dưới trướng cậu ấy, đem sức trai ra chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đúng vậy, chúng ta thân là Nam Nhi, lúc nước nhà lâm nguy, sao có thể khoanh tay ngồi yên được cơ chứ? Nhà tôi còn bao nhiêu gạo đều mang đến đây ủng hộ binh sĩ đánh giặc. Nhà tôi cũng vậy đấy, chỉ dám ăn ngô khoai, còn gạo để dành nuôi quân. Đúng thế, tất cả mọi người đều một lòng hướng về kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà con. Tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Thôi chết rồi, ta đã rơi vào bẫy của quân địch. Chạy mau! Mặt non chuẹt thế kia mà cũng đòi đứng đầu đội quân. Nói còn lá cờ phá cường địch báo hoàng ân nữa chứ. Đại Việt hết tướng tài rồi hay sao mà lại cử một tên nhãi nhép ra đây chặn đường ta cược chứ? Đừng có nhiều lời làm gì. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho bè lũ xâm lược các ngươi. Tất cả xông lên, giết hết bọn chúng, không để cho một tên nào chạy thoát. Xung phong! Những chiến thắng lớn sau đó của quân đội nhà Trần như trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết đều có phần đóng góp không nhỏ của Trần Quốc Toản. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã hy sinh anh dũng khi chỉ mới tròn 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương.
bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của người đàn ông vô gia cư Billy Ray Harris, 55 tuổi, sống dưới gầm một cây cầu tại thành phố Kansas, Hoa Kỳ. Ông Billy mấy hôm nay bị mệt đúng không? Tôi thấy sắc mặt ông tệ lắm. Không ai thuê ông làm gì thì chẳng có gì bỏ bụng mất. Tôi nghĩ lúc túng bẩn thế này, ông bán cái sợi dây chuyền cũ ấy đi cũng mua được chút lương thực mà. Sợi dây chuyền này là kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được để tìm lại người thân. Sao tôi có thể bán đi chứ? Mọi người đừng có lo, lát tôi ra phố xem có ai thuê gì thì làm, trưa thì ngồi xin ít tiền lẻ. Đã hơn 20 năm rồi bạc vô âm tín, hy vọng mong manh lắm. Thôi, chúc ông hôm nay may mắn hơn, sẽ kiếm được chút gì ăn nha. Mình đói quá, chẳng chịu nổi nữa. Chắc hôm nay chẳng được ai thuê gì rồi, chỉ còn lại vài sen lẻ, chẳng đủ mua chiếc bánh mì nữa. Tội nghiệp ông ấy quá, ngồi giữa trời lạnh thế kia. Bác ơi, bác hãy mua chút gì ăn đi, kẻo đói. Hôm nay đài dự báo sẽ lạnh hơn, chỉ lát nữa tuyết sẽ rơi dày đó à. Bác đừng để bị đói nha. Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô rất nhiều. Tạm biệt bác. Cô gái ấy thật ấm áp. Chiếc nhẫn này, cả ngày chỉ có cô gái ấy dừng lại. Vậy là cô ấy đã đánh rơi lúc cho mình tiền rồi. Nó rơi ở đâu được chứ? Sao mình lại bất cẩn thế này? Chiếc nhẫn kim cương hơn 4.000 đô la lại là vật đính ước vô giá, không thể đánh mất được. Chiếc nhẫn này không phải của mình, chủ nhân nó chắc chắn đang đi kiếm tiền. Huống hồ cô gái ấy tốt bụng như vậy, mình không thể vì mưu lợi bản thân mà làm chuyện thất đức được. Mình sẽ ở lại đây, chủ nhân chiếc nhẫn chắc chắn sẽ quay lại. Cô đang tìm nó đúng không? Dạ, cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Thật ra tôi đã nghĩ sẽ bỏ đi khỏi đây. Cô biết đấy, tôi là một người vô gia cư khốn khổ. Chiếc nhẫn có thể giúp được tôi rất nhiều. Thứ lỗi cho suy nghĩ rất tệ ấy của tôi. Tôi hiểu. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Ông có tấm lòng thật lương thiện. Chiếc nhẫn đến hôm nay, nó thật sự vô giá với tôi và chồng sắp cưới. Có thể cho vợ chồng tôi mời ông một bữa tối được không? Chúng ta hãy làm điều gì đó giúp cho Billy anh nha. Em đang nghĩ tới việc gây quỹ online cho ông ấy á. Ừ, phải đấy. Mình chia sẻ câu chuyện về Billy và việc ông trả lại chiếc nhẫn kim cương cho chúng ta lên các trang mạng xã hội đi. Em xem nè, anh vừa mới chỉ khoe mấy người bạn về chuyện được một người vô gia cư nghèo khó trả lại chiếc nhẫn đính hôn kim cương, mà họ đã đề nghị được giúp đỡ gì đó cho ông ấy rồi. Lòng tốt của Billy xứng đáng được đáp trả. Người đàn ông vô gia cư trả lại chiếc nhẫn kim cương. Hey,
hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết về câu chuyện cảm động này đi. 3 tháng sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Việc gây quỹ cho Billy đã vượt quá kỳ vọng của chúng ta chỉ trong 3 tháng. Ông ấy xứng đáng được mọi người quan tâm và yêu mến. Là Billy đấy. Và thật đặc biệt, sau khi Billy Ray được xuất hiện trên TV, thì những thành viên khác trong gia đình ông đã bị lạc nhau 16 năm và họ tưởng rằng ông đã chết, lại có thể tìm thấy ông. Giờ đây, tôi cảm thấy mình là người may mắn thật sự. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã ban đến điều kỳ diệu mà tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến. Chính bác mới là một điều kỳ diệu tuyệt vời nhất mà cháu từng được biết đến. Bác xứng đáng có được hạnh phúc mà. Nhờ một quyết định đúng đắn và chính trực, giữ lấy chiếc nhẫn đặc biệt nhưng không phải của mình để chờ chủ nhân quay lại, nhờ có lòng tử tế của một người xa lạ, thì Billy Ray đã không còn là một người vô gia cư nữa. Câu chuyện này giống như một bộ phim. Nó cho chúng ta thấy rằng những điều kỳ diệu là có thật. Cầu vàng yêu quý của ta đâu rồi? Ta ốm thế này mà nó còn bỏ ta đi đâu? Mau tìm nó về đây cho ta. Lúc nào nó cũng phải ở bên cạnh ta mới yên tâm được. Thưa đức vua, để nô tỳ đi tìm nó ạ. Người đang mệt, hãy vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Nó kia rồi. Thôi, ta vào phòng nghỉ ngơi đã. Hãy dặn con vẹt không được làm ồn nghe chưa? Vâng, thưa đức vua. Trời ơi, ai cho người mang vật kim loại vào phòng của ta? Đây là điều tối kỵ cơ mà. Con vẹt phản phúc này, tại sao lại vi phạm luật cấm kỵ ta dẫn dạy nó kìa chứ? Người đâu? Bẩm đức vua, có chuyện gì thế ạ? À? Con vẹt kia dám mang kim loại vào trong phòng của ta. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch mà ta đã đề ra. Trong phòng của ta không được phép có kim loại. Điều đó có thể gây sát thương cho nhà vua. Nếu ai không tuân theo thì sẽ phải chịu tội chết. Giết chết nó cho ta. Nhưng bẩm đức vua, đây là con vẹt ngài yêu quý nhất ạ. Ngài đã nghĩ kỹ chưa ạ? Xin ngài đừng vội quyết định trong lúc nóng giận. Đây là điều tối kỵ. Không ai được phép mang bất cứ vật kim loại sắc nhọn nào lại gần ta hết. Nếu ta tha cho nó thì còn ai sợ mà nghe lời ta nữa. Giết con vẹt này đi, để làm gương cho tất cả những kẻ khác. Giết chết nó cho ta. Vâng, vâng, thưa đức vua. Giết chết nó cho ta. Giết chết nó cho ta. Thưa hoàng hậu, bệnh tình của nhà vua ngày một nặng, cứ thế này thì khó lòng có thể tiến triển tốt. Chả nhẽ không có cách nào hay sao? Thưa hoàng hậu, chỉ còn một cách, đó là giữ ấm cơ thể cho nhà vua. Cuốn người trong một tấm vải lạnh tắm rượu, có thế bệnh tình mới tiến triển được. Cuốn nhà vua lại giống như con sâu chui trong kén ngư, như vậy thì thật khó chịu. Ta e là... Nếu đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho ta thì hãy mau làm đi. Dân, thưa đức vua. Thưa đức vua, ngài không nên di chuyển nhiều ạ. Tấm vải lạnh có thể sẽ rơi ra mất. Ta không thể nằm yên một chỗ được. Ta muốn được lại gần cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài. Trời ơi, thật là bất tiện. Người đâu, khâu tấm vải lạnh thật chặt lại trên cơ thể cho ta. Thưa đức vua, giờ nô tỳ sẽ khâu tấm vải lanh lại cho chắc ạ.
Chưa được, hãy cuốn thêm một tấm vải lanh nữa cho chắc. Đừng để nó tuột ra dù chỉ là một tấc. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu vải lại được chưa ạ? Tấm vải này đã được tẩm rượu. Chà, rượu thơm quá. Giá như ta không bị bệnh thì ta đã uống no rồi. Nhưng thôi, được cuốn thế này cũng tốt. Giống như ta đang được tắm mình trong rượu vậy. Cái gì thế này? Ngươi dùng kim khâu bằng kim loại ư? Thưa đức vua, đã từ lâu người cấm không cho dùng kim loại trong phòng của người, nên nô tỳ thường dùng kim khâu được vót bằng gỗ ạ. Ừ được, trong phòng của ta không được phép có đồ kim loại, bởi có thể ta sẽ bị giết chết bằng thứ kim loại đó. Người hiểu không? Vâng, thưa đức vua. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu xong rồi ạ. Nhưng thần không biết nên cắt chỉ bằng gì. Sợi chỉ rất dai ạ. Đức vua có thể cho nô tỳ dùng kéo một lần được không ạ? Trời ơi, đồ ngu ngốc. Ta cấm các ngươi được dùng kim loại trong phòng của ta cơ mà. Đứa nô tỳ ấu trĩ kia, ngươi có muốn chịu chung số phận với con vẹt không hả? Con vẹt ta yêu quý là vậy mà con có thể giết chết nó được. Ngươi kia rồi, sao có thể mà không nghĩ ra chứ? Hãy lấy nến và đốt sợi chỉ đi cho ta. Vâng, thưa đức vua. Cứu ta! Thật không may, tấm vải lanh ngâm rượu có cồn dễ dàng bắt lửa và thiêu chết nhà vua. Vậy là chỉ vì quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, nhà vua đã tự hại chính mình. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vua Charles II. Vị vua đã trị vì vương quốc Navarre từ năm 1343 đến năm 1387. Ngày xưa, có một ngôi làng thanh bình bỗng nhiên bị tàn phá bởi một ngọn lửa hung thần. Chỉ trong một đêm, cả ngôi làng đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi một thế lực đen tối. Nhất định ta sẽ tìm ra, nhất định sẽ tìm ra. Người cha cùng cô con gái mới sinh đã may mắn trốn thoát vào rừng sâu. Và ở trong rừng từ đó, ông đặt tên cho con gái là Cỏ Nến. Cỏ Nến vô cùng thích thú với cuộc sống trong rừng. Muôn thú trong rừng cũng rất yêu quý cô. Rừng xanh trở nên rạng rỡ hơn từ khi Cỏ Nến xuất hiện. Chỉ có một điều, cha cô luôn bắt cô phải ở yên trong nhà trước khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn. 10 năm sau, Cỏ Nến đã trưởng thành. Nàng rất xinh đẹp, nhân hậu và cũng không kém phần mạnh mẽ. Bên ngoài kia mới đẹp làm sao? Trời sắp tối rồi, sao nàng còn ở đây? Tần Bì, chàng nhìn xem, hoàng hôn đẹp quá. Hoàng hôn rất đẹp, nhưng nàng quên rồi sao? Trước khi mặt trời lặn là nàng phải trở về nhà. Một chút nữa thôi, thiếp muốn được nhìn ngắm nhiều hơn nữa. Giá như có thể đi đến phía bên kia. Rồi có ngày nàng sẽ được thỏa nguyện thôi. Còn bây giờ chúng ta phải về, cha nàng đang chờ đó. Sao giờ này con mới về? Ta đã dặn con về trước lúc mặt trời lặn kia mà. Ừ, con xin lỗi, là vì con muốn ở lại ngắm hoàng hôn nên mới về muộn. Hoàng hôn, hoàng hôn, lúc nào cũng hoàng hôn. Con có biết một phút ngắm hoàng hôn có thể gây ra hậu họa nghiêm trọng thế nào không? Con không hiểu lý do vì sao cha luôn bắt con phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Không còn thời gian giải thích đâu, phải khóa chặt cửa nẻo, hy vọng đêm nay được bình an. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra. Con mau đi đi, không thể để hắn bắt được con. Hắn là ai vậy cha? Cỏ Nến, đi theo ta. Đừng hòng bắt con ta, mau cút đi. Không, tôi sẽ đi theo ông, hãy tha cho cha của tôi. Cỏ Nến,
Đừng. Có nên. Bác ơi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có nên đã bị gã phù thủy độc ác bắt đi rồi. Gã phù thủy nào hả bác? Tại sao hắn lại bắt cô ấy chứ? Hắn chính là phù thủy được mệnh danh là Địa Ngục Vương. Trước kia có một nhà tiên tri đoán rằng đứa trẻ được sinh ra vào tuần trăng, khi chính ngôi sao thẳng hàng nhau, sẽ có được sức mạnh kỳ diệu. Và có nên đã sinh vào đúng thời điểm đó. Gã phù thủy giả tầm đó đã lập tức đến bắt cỏ nến, nhưng dân làng đều đồng lòng không giao nộp con bé ra. Hắn đã tức giận hủy hoại cả ngôi làng. Ta may mắn đưa con bé trốn thoát vào rừng, nơi có thể giấu kín con bé. Khi đêm xuống, sức mạnh của Địa Ngục Vương sẽ tăng lên gấp bội. Hắn sẽ lần ra cỏ nến nếu nó còn ở bên ngoài. Đó là lý do vì sao ta luôn mắc cỏ nến phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Bác đừng lo, con sẽ đi cứu cỏ nến. Con sẽ không để nàng bị phù thủy hãm hại đâu. Sau đó, Tần Bì đã lập tức lên đường cứu cỏ nến. Đang đâm chiêu tìm cách đối phó với phù thủy thì bỗng một âm thanh kỳ ảo vang lên. Tần Bì, chàng hãy dừng bước. Ai đang nói vậy? Chúng tôi là linh hồn của khu rừng này. Linh hồn của khu rừng sao? Sao từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy? Chính cỏ nến đã khiến chúng tôi thức tỉnh. Cô ấy mang sức mạnh của sự sống. Cô ấy đã khiến cho khu rừng này trở nên tràn đầy sinh khí. Hãy nhận lấy chiếc lá bạch dương và dây trường xuân này. Chàng sẽ cần đến nó để cứu cỏ nến. Hãy cho cỏ nến biết sức mạnh của mình. Đêm trăng tròn hôm nay, ta sẽ hóa phép biến toàn bộ sức mạnh của con bé đó trở thành của ta. Cả thế giới này sẽ quỳ gối trước ta. Làm sao ta vào được trong đó đây? Ôi! Là cỏ nến kia rồi. Cỏ nến! Tần Bì, là chàng thật sao? Cỏ nến à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Một con chuột mà cũng dám phá hoại kế hoạch của ta. Sợi dây chết tiệt này. Nàng hãy tiếp thêm sức mạnh cho dây trường xuân đi. Làm sao tiếp làm được? Rừng thiên đã cho ta biết nàng mang sức mạnh của sự sống. Chính vì vậy, gã phù thủy này mới muốn chiếm đoạt sức mạnh đó. Chỉ cần nàng tập trung sẽ hạ được hắn. Không thể được. Ta không thể thua như vậy. Nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của mình, cỏ nến và Tần Bì đã tiêu diệt được gã phù thủy hung ác. Âm mưu độc ác của hắn đã bị đập tan. Về phần Tần Bì và cỏ nến, họ vui vẻ trở về nhà. Cha của cỏ nến vui mừng khôn xiết. Từ đó họ sống bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Trần Quốc Toản, thì ra cậu ở đây tập võ. Tôi tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tới tìm tôi vậy? Nhà vua ngự thuyền ra Bình Thang ở Dũng Trần Xá cho triệu tập các dương hầu và quan lại để bàn phương hướng đánh giặc. Vừa nghe được tin này, tôi phi ngựa tới đây để báo cho cậu hay. Từ lúc nghe tin giặc Nguyên Mông sắp tiến đánh Đại Việt lần hai, không đêm nào ta ngủ ngon giấc, lòng canh cánh mong ước được giết giặc báo thù cho nước nhà. Giờ đây thời cơ đã tới, chúng ta hãy mau tới bến Bình Thang xin cho vua xung trận giết giặc lần này. Bến Bình Thang, tháng 10 năm 1282. Như các khanh đã biết, vua Nguyên cho sứ sang đòi Đại Việt phải cho quân Nguyên mượn đường và cung cấp lương thảo để chinh phạt Chiêm Thành. Nhưng thực chất đang âm mưu xâm lược Đại Việt ta lần nữa. Muốn tâu bậy hả? Chúng ta nên chủ động tuyển thêm quân binh, ngày đêm tập trận, sẵn sàng đối đầu với quân Nguyên. Muốn tâu bậy hả? Quân Nguyên có quân đội vô cùng lớn mạnh và tinh nhuệ, đã từng chinh chiến nhiều nơi. Thần chỉ e
Ý ngài là chúng ta nên chủ hòa hay sao? Đúng vậy. Đại diện ta nếu đối đầu trực diện với quân Nguyên, có khác nào châu chấu đá voi cơ chứ? Ngài nói vậy, có khác nào bán nước ta cho giặc cơ chứ? Hưng Đạo Dương hãy bình tĩnh. Trẫm biết vào lúc giận nước lâm nguy, lòng người không tránh khỏi hoang mang lo lắng. Tuy thế giặc mạnh, nhưng không phải là không có cách áp chế được chúng. Thực tế đã chứng minh qua trận đánh quân Nguyên Mông năm xưa, Đại diện ta đã giành được chiến thắng vang dội trước chúng. Lần này trẫm quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Hãy cho ta vào ý kiến bệ hạ. Không được, nhà vua cùng các tướng lĩnh dương hầu đang bàn chuyện đại sự. Những người không phận sự tuyệt đối không thể vào được lúc này. Tại sao bọn ta lại không được vào cơ chứ? Việc đánh giặc là chuyện của toàn dân Đại Việt, đâu phải của riêng ai. Đúng vậy, đất nước lâm nguy, sao bọn ta có thể khoanh tay ngồi một chỗ được chứ? Ngươi hãy vào thưa với bệ hạ cho bọn ta được vào tham gia hợp bàn. Lệnh của vua không được cho phép ai vào. Các vị thông cảm, chúng tôi không thể làm trái. Hai vị hãy ra về ạ. Ta là Hoài Văn Hầu, con trai của Trung Thành Dương. Ngươi hãy vào bẩm với hoàng thượng là ta muốn được vào cùng các tướng lĩnh bàn bạc việc nước. Ta nhất định không về đâu. Tôi đương nhiên đã biết quy danh của tướng quân và hai cậu đây. Nhưng mà tôi... Chúng ta nhất định sẽ không về đâu. Vậy để ta vào bẩm báo với hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài kia có Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Dương Trần Quốc Kiệt, xin được vào ý kiến. Muôn tâu bệ hạ, cháu thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ bỏ qua cho. Không sao, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí chiến đấu trong giặc ngoại xâm như vậy là khá lắm. Nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Người hãy mang ra ngoài đó, báo là trẫm ban cho quả cam này. Bảo hai cậu ấy hãy trở về nhà, đợi khi nào đến tuổi bàn việc nước, trẫm sẽ cho vào hợp bàn cùng. Tuân lệnh bệ hạ. À, khoan đã. Dạ, bẩm bệ hạ chỉ giáo gì vậy? Nhớ bảo Trần Quốc Toản, cam này là giống cam quý của quần thần dâng lên cho ta. Dặn dò Quốc Toản về chăm chỉ ăn nhiều cam nha, vì ăn cam sẽ chống cao lớn. Mà có lớn rồi mới giúp được ta việc quốc gia đại sự. Bệ hạ thật đức cao như núi, người quan tâm đến Quốc Toản như vậy, thằng bé chắc sẽ không bao giờ quên ân đức này. Tình hình thế nào rồi? Đức vua cho chúng ta vào rồi phải không? Làm gì mà sốt sắng vậy? Cứ từ từ. Hôm nay hai người quả thật là may mắn nha. Vậy là nhà vua cho phép chúng ta vào diện kiến người phải không? Còn hơn thế nữa, đức vua ban lọc cho hai người hai quả cam quý của quần thần dâng lên đức vua. Quả cam quý của nhà vua có khác, chưa bao giờ tôi được cầm trên tay quả cam do chính hoàng thượng ban tặng. Này, ta xin vào gặp nhà vua để bàn chuyện quốc gia đại sự, đâu phải đến xin cam. Ồ hay, thế quả ra ngài chê quả cam của đức vua ban tặng sao? Tôi sao dám chê quà của thánh thượng ban tặng. Nhưng tôi đến đây không phải vì quả cam này. Kìa Trần Quốc Toản, đây là triều đình, quả cam này là của đức vua ban tặng. Được ban cam quý là chúng ta đã quá may mắn rồi đó. Đừng nói năng sằng bậy. Đúng vậy, tất cả quần thần quanh nhà vua khi nãy đều trầm trồ rằng đức vua rất yêu mến hai người mới ban quả cam quý như vậy. Dương Kiện, cậu thì hiểu gì chứ? Nhà vua ban cam cho chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta vẫn là đứa trẻ chưa đến tuổi để bàn việc nước. Quốc Toản, quả không hổ danh người là Hoài Văn Hầu, thông minh xuất chúng. Đúng vậy, nhà vua bảo tôi gửi các cậu cam quý và nhắn hãy về chăm chỉ học hành, đợi lớn sẽ cùng nhà vua hợp bàn việc nước. Người còn dặn nhớ về ăn cam thật nhiều để cao lớn trưởng thành. Trần Quốc Toản, quả cam quý vua ban, sao cậu có thể bóp nát chứ? Quốc Toản, mặc dù hôm nay không được gặp nhà vua, nhưng được người ban cam quý là vinh hạnh của chúng ta rồi. Cậu đừng có cả giận mất hung, lại phạm tội khi quân. Nhà vua đã coi ta như trẻ con, đã không được nhà vua cho phép tham dự vào việc quốc gia đại sự. Vậy thì tự ta đây sẽ khởi binh đánh giặc, đuổi sạch bóng quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt ta. Quốc Toản, Quốc Toản, nhìn xem quả cam vua ban trên tay cậu đã thành cái gì thế này. Thôi Văn Kiện và Trần Quốc Toản, hai người hãy mau về đi. Đức vua đang hợp bàn chuyện quân cơ đánh giặc, sẽ không thể gặp được đâu. Đừng để chuyện quả cam đức vua ban tặng bị bóp nát thế này loan ra, tôi sợ lại thành chuyện lớn. Muốn chiêu mộ binh sĩ, trước tiên phải làm một lá cờ thể hiện ý chí bất khuất, quyết tâm đánh đuổi quân thù. Làm sao để có thể khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của dân chúng? Phá cường địch,
Báo Hoàng Ân chính là 6 chữ này, vừa xúc tích lại vừa bao hàm đầy đủ ý tứ mà ta muốn nói. Nghe đồn Trần Quốc Toản dựng cờ chiêu mộ binh mã đánh giặc Nguyên Mông đó, chúng ta hãy mau gia nhập đội quân dưới trướng cậu ấy, đem sức trai ra chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đúng vậy, chúng ta thân là Nam Nhi, lúc nước nhà lâm nguy, sao có thể khoanh tay ngồi yên được cơ chứ? Nhà tôi còn bao nhiêu gạo đều mang đến đây ủng hộ binh sĩ đánh giặc. Nhà tôi cũng vậy đấy, chỉ dám ăn ngô khoai, còn gạo để dành nuôi quân. Đúng thế, tất cả mọi người đều một lòng hướng về kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà con. Tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Thôi chết rồi, ta đã rơi vào bẫy của quân địch, chạy mau. Mặt non chuẹt thế kia mà cũng đòi đứng đầu đội quân, đây còn lá cờ phá cường địch Báo Hoàng Ân nữa chứ. Đại Việt hết tướng tài rồi hay sao mà lại cử một tên nhãi nhép ra đây chặn đường ta cường chứ? Đừng có nhiều lời làm gì. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho bè lũ xâm lược các ngươi. Tất cả xông lên, giết hết bọn chúng, không để cho một tên nào chạy thoát. Xung phong! Những chiến thắng lớn sau đó của quân đội nhà Trần như trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết đều có phần đóng góp không nhỏ của Trần Quốc Toản. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã hy sinh anh dũng khi chỉ mới tròn 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của người đàn ông vô gia cư Billy Ray Harris, 55 tuổi, sống dưới gầm một cây cầu tại thành phố Kansas, Hoa Kỳ. Ông Billy mấy hôm nay bị mệt đúng không? Tôi thấy sắc mặt ông tệ lắm. Không ai thuê ông làm gì thì chẳng có gì bỏ bụng mất. Tôi nghĩ lúc túng bẩn thế này, ông bán cái sợi dây chuyền cũ ấy đi cũng mua được chút lương thực mà. Sợi dây chuyền này là kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được để tìm lại người thân, sao tôi có thể bán đi chứ? Mọi người đừng có lo, lát tôi ra phố xem có ai thuê gì thì làm, chưa thì ngồi xin ít tiền lẻ. Đã hơn 20 năm rồi bạc vô âm tín, hy vọng mong manh lắm. Thôi, chúc ông hôm nay may mắn hơn, sẽ kiếm được chút gì ăn nha. Mình đói quá, chẳng chịu nổi nữa. Chắc hôm nay chẳng được ai thuê gì rồi, chỉ còn lại vài sen lẻ, chẳng đủ mua chiếc bánh mì nữa. Tội nghiệp ông ấy quá, ngồi giữa trời lạnh thế kia. Bác ơi, bác hãy mua chút gì ăn đi, kẻo đói. Hôm nay đài dự báo sẽ lạnh hơn, chỉ lát nữa tuyết sẽ rơi dày đó ạ. Bác đừng để bị đói nha. Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô rất nhiều. Tạm biệt bác. Cô gái ấy thật ấm áp. Chiếc nhẫn này cả ngày chỉ có cô gái ấy dừng lại, vậy là cô ấy đã đánh rơi lúc cho mình tiền rồi. Nó rơi ở đâu được chứ? Sao mình lại bất cẩn thế này? Chiếc nhẫn kim cương hơn 4.000 đô la lại là vật đính ước vô giá, không thể đánh mất được. Hãy
chiếc nhẫn này không phải của mình, chủ nhân nó chắc chắn đang đi kiếm tìm. Huống hồ cô gái ấy tốt bụng như vậy, mình không thể vì mưu lợi bản thân mà làm chuyện thất đức được. Mình sẽ ở lại đây, chủ nhân chiếc nhẫn chắc chắn sẽ quay lại. Cô đang tìm nó đúng không? Dạ, cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Thật ra tôi đã nghĩ sẽ bỏ đi khỏi đây. Cô biết đấy, tôi là một người vô gia cư khốn khổ. Chiếc nhẫn có thể giúp được tôi rất nhiều. Thứ lỗi cho suy nghĩ rất tệ ấy của tôi. Tôi hiểu. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Ông có tấm lòng thật lương thiện. Chiếc nhẫn đến hôm nay, nó thật sự vô giá với tôi và chồng sắp cưới. Có thể cho vợ chồng tôi mời ông một bữa tối được không? Chúng ta hãy làm điều gì đó giúp cho Billy anh nha. Em đang nghĩ tới việc gây quỹ online cho ông ấy á. Ừ, phải đấy. Mình chia sẻ câu chuyện về Billy và việc ông trả lại chiếc nhẫn kim cương cho chúng ta lên các trang mạng xã hội đi. Em xem nè, anh vừa mới chỉ khoe mấy người bạn về chuyện được một người vô gia cư nghèo khó trả lại chiếc nhẫn đính hôn kim cương, mà họ đã đề nghị được giúp đỡ gì đó cho ông ấy rồi. Lòng tốt của Billy xứng đáng được đáp trả. Người đàn ông vô gia cư trả lại chiếc nhẫn kim cương. Hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết về câu chuyện cảm động này đi. 3 tháng sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Việc gây quỹ cho Billy đã vượt quá kỳ vọng của chúng ta chỉ trong 3 tháng. Ông ấy xứng đáng được mọi người quan tâm và yêu mến. Là Billy đấy. Và thật đặc biệt, sau khi Billy Ray được xuất hiện trên TV, thì những thành viên khác trong gia đình ông đã bị lạc nhau 16 năm và họ tưởng rằng ông đã chết, lại có thể tìm thấy ông. Giờ đây, tôi cảm thấy mình là người may mắn thật sự. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã ban đến điều kỳ diệu mà tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến. Chính bác mới là một điều kỳ diệu tuyệt vời nhất mà cháu từng được biết đến. Bác xứng đáng có được hạnh phúc mà. Nhờ một quyết định đúng đắn và chính trực, giữ lấy chiếc nhẫn đặc biệt nhưng không phải của mình để chờ chủ nhân quay lại. Nhờ có lòng tử tế của một người xa lạ, thì Billy Ray đã không còn là một người vô gia cư nữa. Câu chuyện này giống như một bộ phim. Nó cho chúng ta thấy rằng những điều kỳ diệu là có thật. Con vẹt yêu quý của ta đâu rồi? Ta ốm thế này mà nó còn bỏ ta đi đâu? Mau tìm nó về đây cho ta. Lúc nào nó cũng phải ở bên cạnh ta mới yên tâm được. Thưa đức vua, để nô tỳ đi tìm nó ạ. Người đang mệt, hãy vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Nó kia rồi. Thôi, ta vào phòng nghỉ ngơi đã. Hãy dặn con vẹt không được làm ồn nghe chưa? Vâng, thưa đức vua. Trời ơi, ai cho người mang vật kim loại vào phòng của ta? Đây là điều tối kỵ cơ mà. Con vẹt phản phúc này, tại sao lại vi phạm luật cấm kỵ ta dẫn dạy nó kìa chứ? Người đâu? Bẩm đức vua, có chuyện gì thế ạ? Con vẹt kia dám mang kim loại vào trong phòng của ta. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch mà ta đã đề ra.
trong phòng của ta không được phép có kim loại. Điều đó có thể gây sát thương cho nhà vua. Nếu ai không tuân theo thì sẽ phải chịu tội chết. Giết chết nó cho ta. Nhưng bẩm đức vua, đây là con vẹt ngài yêu quý nhất ạ. Ngài đã nghĩ kỹ chưa ạ? Xin ngài đừng vội quyết định trong lúc nóng giận. Đây là điều tối kỵ. Không ai được phép mang bất cứ vật kim loại sắc nhọn nào lại gần ta hết. Nếu ta tha cho nó thì còn ai sợ mà nghe lời ta nữa. Giết con vẹt này đi, để làm gương cho tất cả những kẻ khác. Giết chết nó cho ta. Vâng, vâng, thưa đức vua. Giết chết nó cho ta. Giết chết nó cho ta. Thưa hoàng hậu, bệnh tình của nhà vua ngày một nặng, cứ thế này thì khó lòng có thể tiến triển tốt. Chả nhẽ không có cách nào hay sao? Thưa hoàng hậu, chỉ còn một cách, đó là giữ ấm cơ thể cho nhà vua. Cuốn người trong một tấm vải lạnh tẩm rượu, có thế bệnh tình mới tiến triển được. Cuốn nhà vua lại giống như con sâu chui trong kén ngư, như vậy thì thật khó chịu. Ta e là nếu đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho ta thì hãy mau làm đi. Dân, thưa đức vua. Thưa đức vua, ngài không nên di chuyển nhiều ạ. Tấm vải lạnh có thể sẽ rơi ra mất. Ta không thể nằm yên một chỗ được. Ta muốn được lại gần cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài. Trời ơi, thật là bất tiện. Người đâu, khâu tấm vải lạnh thật chặt lại trên cơ thể cho ta. Thưa đức vua, giờ nô tỳ sẽ khâu tấm vải lạnh lại cho chắc ạ. Chưa được, hãy cuốn thêm một tấm vải lạnh nữa cho chắc. Đừng để nó tuột ra dù chỉ là một tấc. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu vải lại được chưa ạ? Tấm vải này đã được tẩm rượu. Chà, rượu thơm quá. Giá như ta không bị bệnh thì ta đã uống no rồi. Nhưng thôi, được cuốn thế này cũng tốt, giống như ta đang được tắm mình trong rượu vậy. Cái gì thế này? Ngươi dùng kim khâu bằng kim loại ư? Thưa đức vua, đã từ lâu người cấm không cho dùng kim loại trong phòng của người, nên nô tỳ thường dùng kim khâu được vót bằng gỗ ạ. Ừ được, trong phòng của ta không được phép có đồ kim loại, bởi có thể ta sẽ bị giết chết bằng thứ kim loại đó. Ngươi hiểu không? Vâng, thưa đức vua. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu xong rồi ạ. Nhưng thần không biết nên cắt chỉ bằng gì. Sợi chỉ rất dai ạ. Đức vua có thể cho nô tỳ dùng kéo một lần được không ạ? Trời ơi, đồ ngu ngốc. Ta cấm các ngươi được dùng kim loại trong phòng của ta cơ mà. Đứa nô tỳ ấu trĩ kia, ngươi có muốn chịu chung số phận với con vẹt không hả? Con vẹt ta yêu quý là vậy mà còn có thể giết chết nó được. Ngươi kia rồi, sao có thể mà không nghĩ ra chứ? Hãy lấy nến và đốt sợi chỉ đi cho ta. Vâng, thưa đức vua. Cứu ta! Thật không may, tấm vải lanh ngâm rượu có cồn dễ dàng bắt lửa và thiêu chết nhà vua. Vậy là chỉ vì quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, nhà vua đã tự hại chính mình. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vua Charles II. Vị vua đã trị vì vương quốc Navarre từ năm 1343 đến năm 1387.